Shell card customers in South Australia can use their Shell card at all 23 Liberty service stations across the state. Visit shell.com.au/fuelfinder for your nearest station. That is not playing.
In a straight. Catch it. Oh, guys. Thank you.
Yes. Yeah! Thanks, Mitch. Good boys! Yes! Yes, 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 yes! It's open! Puts back! Good! Back to you. You good? Non-disabled. Right! Todd!
Thank you, Todd. Man. Okay. Now what to do? Okay. Stay clear. Get up, Charlie. Boys. Yes. Yes, yes, yes. Okay. They were good. Yeah. Calm down, okay? Yeah. You're winning. Get on that, Drewy. Okay, let's go. Ooh. Oh, it's a new pet. If not. Be good. Be good. Shell card customers in South Australia can use their Shell card at all 23 Liberty service stations across the state. Visit shell.com.au/fuelfinder for your nearest station. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi hân hạnh giới thiệu người bảo trợ thứ hai mà lúc nãy cô Kỳ Duyên đã nhắc đến, đó là Teletron. Thưa quý vị, xin quý vị dành tràng pháo tay chào đón chủ nhân của công ty này, anh Nguyễn Bá Thành. Vâng, tôi là Nguyễn Bá Thành, giám đốc phụ trách thương vụ cho hệ thống Teletron. Xin kính chào quý vị và xin chào anh Nguyễn Ngọc Ngạc. Thôi để cho nó giảm tiện, em bán cái gì em kể đi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, năm 2018 đánh dấu 10 năm thành lập hệ thống Teletron từ một cái chi nhánh đầu tiên ở Orange County. Chúng tôi chuyên cung cấp về những cái sản phẩm, những cái gì mà quý vị cần dùng ở trong nhà, từ tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy cho đến những cái sản phẩm gia dụng nhỏ nhỏ hàng ngày cho quý bà, quý cô nội trợ. Nhưng mà đặc biệt nhất là một số những cái sản phẩm nó liên quan đến cái đời sống của chúng ta, nó mang đến cái sức khỏe hàng ngày của chúng ta, như là từ những cái tấm nệm đặc biệt, nệm thiên nhiên của Italy, hoặc là những chiếc ghế massage của Nhật Bản. Như chiếc ghế Inada chẳng hạn, quý vị đã nghe đến Teletron là nghe đến chiếc ghế Inada Dreamway Massage Chair của Nhật, hoặc là những cái sản phẩm về Italy Furniture mà được làm từ bên Italy, những sản phẩm rất là lịch lãm, kiểu cách, và những cái sản phẩm được gọi là luxury. Và tiêu chí của Teletron là làm sao luôn luôn tìm kiếm những cái sản phẩm mà nó mang đến cho quý vị những cái giá trị sử dụng thật sự bền tốt, và nó có nó bảo đảm được cái sự an toàn sức khỏe cho mọi người, mọi nhà. Yeah.
Em ơi, em nói vậy thì anh đâu cần quảng cáo nữa. Có phải không quý vị? Nghe vậy là quý vị thấy đủ lắm rồi. Bây giờ anh chỉ hỏi câu nữa trước khi chia tay là em có nhiều chi nhánh không? Thí dụ bây giờ anh ở Canada, anh muốn xài sản phẩm em thì làm sao? Dạ thưa qua Mỹ mua. Dạ vâng, kính thưa quý vị, Teletron như chúng tôi đã thưa đến quý vị rằng là năm nay bước sang là được 10 năm phục vụ, thì trong suốt 10 năm qua thì trong cái sự nỗ lực cố gắng của đại gia đình Teletron cũng như cái sự thương mến và ủng hộ của bà con của chúng ta khắp mọi nơi, và hiện nay thì Teletron chúng tôi đã phát triển được 14 chi nhánh ở khắp nơi. Đó, chúng tôi hiện nay đang có những chi nhánh tại Orange County, tại miền Bắc California ở San Jose, rồi có chi nhánh tại Houston, Dallas, tại cả có Atlanta, Georgia, có ở Washington DC, có ở Chicago và Seattle, và trong năm 2018 này sẽ dự định phát triển thêm một chi nhánh ở vùng Florida, ở Orlando, và một chi nhánh nữa cũng sẽ mở ở vùng phía nam của Houston, và một chi nhánh ở Boston. Thì đó một số những cái dự định của năm 2018. Teletron sẽ chọn đến nơi nào mà có đồng bào đồng hương của chúng ta, Việt Nam của chúng ta nói riêng, và đặc biệt nhất là cộng đồng Á Châu. Tại vì Teletron được có cái may mắn là chúng tôi được đại diện độc quyền cho một số những cái sản phẩm mà nổi tiếng trên thế giới, như là những sản phẩm nệm của hãng Lamborghini, hay là những sản phẩm nệm, những sản phẩm của Nhật Bản và Đại Hàn đó, thì được ưu tiên là đại lý độc quyền cho trên toàn nước Mỹ và trong cộng đồng Á Châu. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều. Còn cái gì mà hôm nay em chưa kịp nói thì chờ cuốn Paris by Night tới nhé. Vâng. Anh thay mặt cho ban tổ chức Trung tâm Thiên Nga, anh Diễm nghệ sĩ cũng như là quý vị cho phép tôi được thay mặt để kính chúc công ty của em càng ngày càng phát triển. Vâng, xin cảm ơn Nguyễn Ngọc Ngàn, xin được cảm ơn Thúy Nga Paris sẽ cho chúng tôi có cơ hội hôm nay đứng trước hàng ngàn quý thính giả ở đây, cũng như là quý bà con đồng bào chúng ta khắp mọi nơi trên thế giới đang xem chương trình, có cơ hội để chia sẻ với quý vị về Teletron và bước sang năm mới. Đầu xuân kính chúc mọi nhà giàu sang, sung túc, thuận hòa, an vui, hạnh phúc đến với muôn người, dồi dào sức khỏe, tươi cười cả năm. Cảm ơn quý vị. Em kết được 4 câu thơ rất là giỏi. Vâng, thưa quý vị, trở lại với phần văn nghệ. Xuân này con không về, bản nhạc rất xưa, rất cũ nhưng đầy ắp kỷ niệm mà chúng ta làm cho chúng ta nhớ đến mùa xuân. Thưa quý vị, của Trịnh Lâm Ngân, xin mời quý vị gặp lại tiếng hát nồng nàn chúng ta đã yêu mến quá lâu, nam ca sĩ Chế Linh. Thưa quý vị, có rất nhiều người hỏi Kỳ Duyên là chị Kỳ Duyên ơi, Tết ở hải ngoại vui hơn hay là Tết ở trong nước vui hơn? Thật sự với riêng Kỳ Duyên á, thì nơi nào có gia đình của mình là cái nơi lý tưởng nhất để ăn Tết. Vì ngay cả ở trong nước mà Sài Gòn giờ này là những ngày Tết là đường phố rất là vắng, tại vì ai cũng về quê thăm mẹ, thăm bố mẹ, thăm gia đình. Vì vậy Kỳ Duyên mới nghĩ rằng ngày Tết là ngày của gia đình, và đặc biệt hơn là của mẹ, của bố. Vì con cái đi làm xa ở đâu thì những ngày Tết cũng muốn về sum vầy với bố mẹ. Vì vậy hình ảnh của người mẹ có rất nhiều trong những bài nhạc Tết. Hầu như là 90% là Kỳ Duyên thấy bao giờ cũng có hình ảnh của người mẹ ở trong đó. Như là nhạc phẩm Sắp Sửa Đây, Mùa Xuân của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Mai Quốc Huy. Argentine Tango. Thưa anh Nguyễn Hưng, thấy anh có vẻ tính toán kỹ quá. Đâu có đâu anh, trời, anh nói khó không mà, đâu có đâu. Thấy anh viết nốt mà. Hay lắm chị Di, đã dữ ha. Không, chị Di chọn bài này hay á, đúng cái sở trường của chị Di. Nhất là những cái màn action đó, nhưng mình đặc biệt nhất là cái mặt của chị Di á. Good. Ngầu quá. Không, yes. Anh rất sao anh? Không, tức là mặt lúc đi đó nhìn đó, ghép á, anh thấy như muốn ăn tươi nuốt sống với người ghép vậy. Với Hưng á thì sau khi truy di chuyển bên này xong đó với Hưng. Yeah, chắc là cho Thịnh hỏi một câu anh Nguyễn Hưng. Cái số điểm 10 rất khó, nhưng mà cái gì là cái mà hay nhất của Gigi mà anh đã cho lên tới 10 điểm? Không anh, tại vì
khi mà 3G chọn cái bài hát Tango này đó, thì chính Hương có nói, mà 3G nói là em sẽ nhảy Tango Argentine. Thì Hương có nói là nếu em chọn bài này được đó, là tại vì em biết ông 3G đi show là đá chân mà đá vô sân ban không à. Người đánh trống người ta có cái sân ban, em đá vô sân ban rồi. Nay em đá được đó, nhưng mà thật tình là đá đẹp quá anh. Dạ vâng, tại vì lý do anh biết ông Argentine là những cái đòn móc chân là cái đó là khó nhất đối với họ, mà hôm nay là 3G làm được lắm rồi đó. Cảm ơn anh Nguyễn Hưng. Dạ thưa chị Khánh Lị ạ. Dạ thưa Tango thì đương nhiên là nó xuất xứ tại Argentina vào thế kỷ thứ 18. Và tôi không nghĩ là ở cái tuổi 3G Phương Trinh lại chọn Tango, cũng như là Bảo Hân tuổi trẻ như vậy mà lại chọn Vans đại khái như vậy. Hình như là ca sĩ thích làm những cái điều ngược lại và chứng tỏ làm cái gì cũng nghĩa là hơi quá tầm một chút. Điều đó cũng tốt, là bởi vì lúc nào mình cũng ở trong cái tư thế là phải vươn tới cái điều mà mình lựa chọn. 3G nhảy rất đẹp, rất đúng, và cũng thể hiện được cả hạnh phúc lẫn đau thương trên khuôn mặt của mình, mặc dù người kép không phải là Bằng Kiều. Anh Đức Huy xin lỗi. Dạ vâng, có điểm chưa ạ? Nói nhiều quá quên cả cho điểm. Rồi, thưa mời anh. Tôi trước hết là tôi phải khen cái áo rất hợp với cái bài này. Và tôi khen cái điểm là 3G và Christian rất là enjoy cái bài này với nhau. Và tôi cho 9 điểm. 3 good marks already, Shonda. Wow. You know, the tango is all about story, and that was a soap opera. It was just so dramatic, so mysterious, so sensual. There was really a story there between the two of you and all of that challenging choreography. Great choreography, Christian. Very, very difficult to do all the footwork, the flicks with that kind of accuracy at the tempo of the music. And I know that this must have been a very challenging number for you, and you did a fantastic job, and I am going to give you 10. Wow! 2 tens and 2 nines. One question for you, Christian. How has her talent in hip-hop, in pop, helped her tonight performance? It hasn't helped at all. No, because this is so different what we just did. But she's a fantastic performer, and she has some fantastic attitude. No matter what she does, she's a hard worker, and I think that's the most important thing. So hip-hop really didn't matter, and the hard work did for Tango, absolutely. And she did really great. Thank you, both of you, Christian and Cheesy. Big super funds give you billboards, but Prime Super are on the ground with their members. Prime Super, small enough to care. Check the PDS and TMD at primesuper.com.au. You bento.
to the north. Now let's plug it in. Get set ready. Nhưng mà plan nào đó good. Chắc em phải à? That would look good. Oh, really? Lucky for it, lucky! Too good! Haha! Thank you! This right.
good. More. Và lót tay lên đó cả. Bá rồi. Good. Come on, Vision, 101 then. Yes, to the right. Thanks. Come down. Fuck me. Miss. Ow. That's charging good. What? That's in mind. Woo! Very good, Kane. Good job, Power. Four. I think last time. Wow! Thank you, Charlie. Yeah. Everyone yours over. Good. No. Yeah. Good pet. Come on, huh? Campbell. Good boy. I don't want to kick him. Kick it. Hang clear. You're right. Woo! What? Oh! That's the Empire. Good. Yes! Yay! Hello, I scared hurt me. Yuppie! Oh!
You're right. All dropping. Off you back. Yeah, tune be and quiet. Yeah. Oh, I'm good. You want some more? No. You want some more? I'm finished. I'm drunk. I'm so drunk now. I'm give up. I give up. That's the tie. I'll give up. Come on, boy. Come on,
gì? Come on, guys. Very good. Very good. Use on the right. Sorry, in the middle. I'll give up. That's all good. All right. Yeah. Oh yeah. Oh. I give up. All right. I give up. Big super funds give you billboards, but Prime Super are on the ground with their members. Prime Super, small enough to care. Check the PDS and TMD at primesuper.com.au. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi hân hạnh giới thiệu người bảo trợ thứ hai mà lúc nãy cô Kỳ Duyên đã nhắc đến, đó là Teletron. Thưa quý vị, xin quý vị dành tràng pháo tay chào đón chủ nhân của công ty này, anh Nguyễn Bá Thành. Vâng, tôi là Nguyễn Bá Thành, giám đốc phụ trách thương vụ cho hệ thống Teletron. Xin kính chào quý vị và xin chào anh Nguyễn Ngọc Ngạc. Thôi để cho nó giảm tiện, em bán cái gì em kể đi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, năm 2018 đánh dấu 10 năm thành lập hệ thống Teletron từ một cái chi nhánh đầu tiên ở Orange County. Chúng tôi chuyên cung cấp về những cái sản phẩm, những cái gì mà quý vị cần dùng ở trong nhà, từ tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy cho đến những cái sản phẩm gia dụng nhỏ nhỏ hàng ngày cho quý bà, quý cô nội trợ. Nhưng mà đặc biệt nhất là một số những cái sản phẩm nó liên quan đến cái đời sống của chúng ta, nó mang đến cái sức khỏe hàng ngày của chúng ta, như là từ những cái tấm nệm đặc biệt, nệm thiên nhiên của Italy, hoặc là những chiếc ghế massage của Nhật Bản. Như chiếc ghế Inada chẳng hạn, quý vị đã nghe đến Teletron là nghe đến chiếc ghế Inada Dreamway Massage Chair của Nhật, hoặc là những cái sản phẩm về Italy Furniture mà được làm từ bên Italy, những sản phẩm rất là lịch lãm, kiểu cách, và những cái sản phẩm được gọi là luxury. Và tiêu chí của Teletron là làm sao luôn luôn tìm kiếm những cái sản phẩm mà nó mang đến cho quý vị những cái giá trị sử dụng thật sự bền tốt, và nó có nó bảo đảm được cái sự an toàn sức khỏe cho mọi người, mọi nhà. Yeah. Em ơi, em nói vậy thì anh đâu cần quảng cáo nữa. Có phải không quý vị? Nghe vậy là quý vị thấy đủ lắm rồi. Bây giờ anh chỉ hỏi câu nữa trước khi chia tay là em có nhiều chi nhánh không? Thí dụ bây giờ anh ở Canada, anh muốn xài sản phẩm em thì làm sao? Dạ thưa qua Mỹ mua. Dạ vâng, kính thưa quý vị, Teletron như chúng tôi đã thưa đến quý vị rằng là năm nay bước sang là được 10 năm phục vụ, thì trong suốt 10 năm qua thì trong cái sự nỗ lực cố gắng của đại gia đình Teletron cũng như cái sự thương mến và ủng hộ của bà con của chúng ta khắp mọi nơi, và hiện nay thì Teletron chúng tôi đã phát triển được 14 chi nhánh ở khắp nơi. Đó, chúng tôi hiện nay đang có những chi nhánh tại Orange County, tại miền Bắc California ở San Jose, rồi có chi nhánh tại Houston, Dallas, tại cả có Atlanta, Georgia, có ở Washington DC, có ở Chicago và Seattle. Và trong năm 2018 này sẽ dự định phát triển thêm một chi nhánh ở vùng Florida, ở Orlando, và một chi nhánh nữa cũng sẽ mở ở vùng phía nam của Houston, và một chi nhánh ở Boston. Thì đó một số những cái dự định của năm 2018. Teletron sẽ chọn đến nơi nào mà có đồng bào đồng hương của chúng ta, Việt Nam của chúng ta nói riêng, và đặc biệt nhất là cộng đồng Á Châu. Tại vì Teletron được có cái may mắn là chúng tôi được đại diện độc quyền cho một số những cái sản phẩm mà nổi tiếng trên thế giới, như là những sản phẩm nệm của hãng Lamborghini, hay là những sản phẩm nệm, những sản phẩm của Nhật Bản và Đại Hàn đó, thì được ưu tiên là đại lý độc quyền cho trên toàn nước Mỹ và trong cộng đồng Á Châu. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều. Còn cái gì mà hôm nay em chưa kịp nói thì chờ cuốn Paris by Night tới nhé. Vâng. Anh thay mặt cho
Ban tổ chức Trung tâm Thiên Nga, anh chị em nghệ sĩ cũng như là quý vị cho phép tôi được thay mặt để kính chúc công ty của em càng ngày càng phát triển. Vâng, xin cảm ơn Nguyễn Ngọc Ngàn, xin được cảm ơn Thúy Nga Paris sẽ cho chúng tôi có cơ hội hôm nay đứng trước hàng ngàn quý thính giả ở đây cũng như là quý bà con đồng bào chúng ta khắp mọi nơi trên thế giới đang xem chương trình, có cơ hội để chia sẻ với quý vị về Teletron và bước sang năm mới. Đầu xuân kính chúc mọi nhà giàu sang sung túc, thuận hòa an vui, hạnh phúc đến với muôn người, dồi dào sức khỏe, tươi cười cả năm. Xin cảm ơn quý vị. Em kết được 4 câu thơ rất là giỏi. Vâng, thưa quý vị, trở lại với phần văn nghệ. Xuân này con không về, bản nhạc rất xưa, rất cũ nhưng đầy ắp kỷ niệm mà chúng ta làm cho chúng ta nhớ đến mùa xuân. Thưa quý vị, của Trịnh Lâm Ngân, xin mời quý vị gặp lại tiếng hát nồng nàn chúng ta đã yêu mến quá lâu, nam ca sĩ Chế Linh. Thưa quý vị, có rất nhiều người hỏi Kỳ Duyên là chị Kỳ Duyên ơi, Tết ở hải ngoại vui hơn hay là Tết ở trong nước vui hơn? Thật sự với riêng Kỳ Duyên á, thì nơi nào có gia đình của mình là cái nơi lý tưởng nhất để ăn Tết. Vì ngay cả ở trong nước mà Sài Gòn giờ này là những ngày Tết là đường phố rất là vắng, tại vì ai cũng về quê thăm mẹ, thăm bố mẹ, thăm gia đình. Vì vậy Kỳ Duyên mới nghĩ rằng ngày Tết là ngày của gia đình và đặc biệt hơn là của mẹ, của bố. Vì con cái đi làm xa, ở đâu thì những ngày Tết cũng muốn về sum vầy với bố mẹ. Vì vậy hình ảnh của người mẹ có rất nhiều trong những bài nhạc Tết. Hầu như là 90% là Kỳ Duyên thấy bao giờ cũng có hình ảnh của người mẹ ở trong đó. Như là nhạc phẩm sắp sửa đây, Mùa Xuân của Mẹ của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân. Xin mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Mai Quốc Huy. Argentine Tango. Thưa anh Nguyễn Hưng, thấy anh có vẻ tính toán kỹ quá. Đâu có đâu anh, trời, anh nói khói không mà, đâu có đâu. Thấy anh nói viết nốt mà. Hay lắm chị Di, đã dữ ha. Không, chị Di chọn bài này hay á, đúng cái sở trường của chị Di. Nghĩa là những cái màn action đó, nhưng mà đặc biệt như là cái mặt của chị Di á. Good. Ngầu quá. Ngầu hả? Không, yes. Anh rất sao anh? Không, tức là mặt lúc đi đó nhìn đó, ghép á, anh thấy như muốn ăn tươi nuốt sống với người ghép vậy. Với Hưng á thì sau khi truy di diễn bên này xong đó với Hưng. Yeah, chắc là cho Thịnh hỏi một câu anh Nguyễn Hưng. Cái số điểm 10 rất khó, nhưng mà cái gì là cái mà hay nhất của Gigi mà anh đã cho lên tới 10 điểm? Không anh, tại vì khi mà Gigi chọn cái bài hát Tango này đó, thì chính Hưng có nói, mà Gigi nói là em sẽ nhảy Tango Argentine. Thì Hưng có nói là nếu em chọn bài này được đó, là tại vì em biết ông Gigi đi show là đá chân mà đá vô sân ban không à. Người đánh trống người ta có cái sân ban, em đá vô sân ban rồi. Nên em đá được đó, nhưng mà thật tình là đá đẹp quá anh. Dạ vâng. Tại vì lý do anh biết Argentina là những cái đòn móc chân là cái đó là khó nhất đối với họ, mà hôm nay là Gigi làm được lắm rồi đấy. Cảm ơn anh Nguyễn Hưng. Dạ thưa chị Khánh Lị ạ. Dạ thưa Tango thì đương nhiên là nó xuất xứ tại Argentina vào thế kỷ thứ 18. Và tôi không nghĩ là ở cái tuổi Gigi Phương Trinh lại chọn Tango, cũng như là Bảo Hân tuổi trẻ như vậy mà lại chọn Vans đại khái như vậy. Hình như là ca sĩ thích làm những cái điều ngược lại và chứng tỏ làm cái gì cũng nghĩa là hơi quá tầm một chút. Điều đó cũng tốt, là bởi vì lúc nào mình cũng ở trong cái tư thế là phải vươn tới cái điều mà mình lựa chọn. Gigi nhảy rất đẹp, rất đúng, và cũng thể hiện được cả hạnh phúc lẫn đau thương trên khuôn mặt của mình, mặc dù người kép không phải là Bằng Kiều. Anh Đức Huy xin lỗi. Dạ vâng, có điểm chưa ạ? Nói nhiều quá quên cả cho điểm. Rồi tôi mời anh. Tôi trước hết là tôi phải khen cái áo rất hợp với cái bài này. Và tôi khen cái điểm là Trizy và Christian rất là enjoy cái bài này với nhau. Và tôi cho 9 điểm. 3 good marks already, Shonda. Wow,
You know, the tango is all about story, and that was a soap opera. It was just so dramatic, so mysterious, so sensual. There was really a story there between the two of you and all of that challenging choreography, great choreography, Christian. Very, very difficult to do all the footwork, the flicks with that kind of accuracy at the tempo of the music. And I know that this must have been a very challenging, challenging number for you, and you did a fantastic job. And I am going to give you 10. Wow. 2 10s and 2 9. One question for you, Christian. How has her talent in hip-hop, in pop, helped her tonight performance? It hasn't helped at all. No, because this is so different what we just did. But she's a fantastic performer, and she has some fantastic attitude. No matter what she does, she's a hard worker, and I think that's the most important thing. So hip-hop really didn't matter, and the hard work did for tango, absolutely. And she did really great. Thank you, both of you, Christian and Cheesy. Thưa quý vị, trong dân ca, đặc biệt là ở miền Nam, thì chúng ta thường nghe câu lý và câu hò. Hò là những điệu hát khi lao động, khi làm việc. Chẳng hạn như là hò leo núi, hò cấy lúa, vân vân, để giúp cho người ta làm việc nó đỡ mệt mỏi, để kích động cái năng lực của người ta làm việc. Đó là những câu hò. Lý là những câu hát có tính cách huê tình, để gặp gỡ, để chọc ghẹo, hoặc là để nhìn vật mà dùng vật đó để tả tình. Chúng ta gọi là những câu lý. Sau đây là nhạc phẩm Lý Xuân Quê Hương. Sự thực ra thì gốc của nó là Lý Qua Cầu, nhưng mà được nhạc sĩ Hoàng Song Việt đặt lời lại. Thưa quý vị, với sự phụ họa của Vũ đoàn Party By Night, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm mang tính dân ca này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Thủy. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi không thấy thương nhớ cậu hai nữa rồi. Thưa quý vị, Christian, Hương Thủy, Cha Cha. Dạ, mời anh Nguyễn Hưng. Em nghĩ là cuốn, nếu mà em có làm cuốn DVD khi Vũ sắp tới của em cuốn 2, em phải mời Hương Thủy mới được. Thủy ơi, lúc đầu tiên thì em ăn tiền là ngay cái chỗ đầu tiên rồi. Và mà Hương Thủy mà lắc lắc vậy. Nhưng mà có một đoạn lúc đầu em chắc em hơi bị nervous phải không? Em bị hơi sợ không? Nhưng mà từ khúc về sau bây giờ đem hết tài rồi đó. Anh cho em 10 điểm. Thưa chị Khánh Ly, sao chị có vẻ hơi ngạc nhiên hay là... Không phải. Tôi đang thắc mắc cái ông thằng Nguyễn Hưng này, ông nói là cái khúc đằng sau. Cái khúc đằng trước tôi không hiểu anh muốn nói khúc gì. Em thì cũng muốn nói lắm đấy. Tại vì em làm trước là mình không dám nói. Chị là chị nói hết rồi. À, có cái điều mà chúng tôi... bữa nay gặp nhiều cái bất ngờ quá. Tôi nhìn lên trên sân khấu, tôi thấy cô nào cũng đẹp cả, đùi đẹp, nhảy đẹp, đá cũng đẹp nữa. Nhưng nhiều khi tôi sợ em đá cao một chút nữa thì partner của em nó cũng chết. Bây giờ với những cái tài nghệ như thế này, tôi phải tính sao à? Are you happy? They say that you... Tôi không bao giờ bị chi phối bởi những người khác. Chắc tôi... không bà, chắc không? Chắc chứ. Ở đây là bằng cớ là ông Nguyễn Hưng khúc nào? Tôi thấy nãy giờ bà cứ cho điểm là bà đi sau ông Nguyễn Hưng, là bà cứ cho bà giờ cho giống điểm ông không? Tôi bà... đi sau ông Nguyễn Hưng thì anh đi sau tôi. Phải không? Khôn lắm. À, nói cho đỡ hồi hộp nha, chính người cho điểm bây giờ là hồi hộp đó. Mình cho lạng quạng là mình bị trực. Mời anh Đức Huy ạ. Giống như Kỳ Duyên đã nói là
quả thật đây là một sự ngạc nhiên mới thích thú, một hình ảnh của Hương Thủy mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Và với những cái bước nhấn thật là nhịp nhàng và đúng nhịp, một phong cách đẹp, thì đáng lẽ là chỉ 9 điểm thôi, nhưng mà bởi vì cái ngạc nhiên đó, thành ra tôi bắt buộc phải cho 10. I don't want to be in your spot tonight, Shonda. It was hot like fire. It was beautiful. Well, you know, in the cha-cha, we're looking for a lot of hip action. We're looking for a fun, flirtatious energy. We're looking for very crisp footwork and a lot of chemistry. And I think that it was all there. I'm giving you a chance. Oh, perfect score, yeah! Thưa quý vị, những tràng pháo tay và những lời hưởng ứng nồng nhiệt như thế này thì chắc chắn là Hương Thủy tối nay khó ngủ được. Nhưng mà chúng tôi xin thưa một điều là Hương Thủy khó ngủ lâu lắm rồi. Tối ngày hôm nay, Hương Thủy chỉ nói một câu, nói lên cái tấm lòng, cái điều gì mà Hương Thủy lo ngại bấy lâu nay. Dạ, em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả tối hôm nay. Xin trân trọng kính chào anh giám khảo với anh Thịnh. Dạ, thì em rất là hồi hộp khi nhận cái điệu nhảy này. Nhưng mà anh biết không, cũng đỡ hơn là khi nhận bộ đồ này em còn run hơn nữa. Dạ, em chỉ biết nói em chỉ biết nói xin lỗi quý vị khán giả cho phép em làm như vậy thôi, chứ em không dám nói gì nữa. Không dám nói gì nữa đó. Dạ vâng, thưa quý vị, Nguyễn Cao Kỳ Duyên ở Green Room. Cảm ơn Hương Thủy. Thank you, Kitchen. You guys, this is the end of video. Facebook, Instagram and Twitter. Please make sure like, comment and subscribe. Please do not unsubscribe. Do not miss it. That's the end of video. Thanks for watching, guys. See you there.